Một tràng vỗ tay để thay đổi không khí. Tôi xin đề nghị anh Phạm Ngọc Thạch sẽ trình bày bài thơ Đi tìm người hát lý nhau. Đi tìm câu hát lý thương nhau.
Như vậy là chúng ta đã nghe được những cái lời hát là đi tìm người Mỹ thương nhau. Thì như vậy là trong cái hội nghị giao lưu của chúng ta hôm nay, phải nói là những cái tiếng hát và giọng hát đặc biệt của anh Phạm Ngọc Thạch là đối với này buổi hôm nay, và cũng là cái mà tôi thấy rằng đây cũng là một vấn đề hết sức mà sau khi mà chúng tôi được đó là các anh các chị về cùng giao lưu hôm nay để tiếp tục chương trình, là người mà đã có nhiều câu lạc bộ thơ, kể cả là nhà thơ Việt Nam, kể cả là văn học sáng tác, văn học nghệ thuật Việt Nam, và đoàn hôm nay là đoàn của Bình Hòa xuống thì chân tình đó là chị vì có một nữ cho nên chúng tôi xin chị Hồng sẽ thể hiện trước anh chị và anh Lê Bình Đệ. Thế xin mời chị Hồng sẽ thể hiện. Rồi, kính thưa các bạn, được cái sự giới thiệu của anh Cường, chúng tôi thì cũng chỉ là những người mà tham gia ở cái câu lạc bộ thi đàn của địa phương thôi, thế thì cũng chẳng chuẩn bị được cái gì cả, nên là hôm nay đến đây thì được anh giới thiệu, tôi cũng chẳng nhớ được cái bài nào mà nó trọn vẹn cả, thì còn nhớ đến đâu thì đấy thế. Vâng, thì tôi thì trước đây thì cũng là nhà giáo, thì trong khi làm giáo viên thì tôi cũng đã được nhận một lần là kỷ niệm chương của khi còn đương dạy, thì bây giờ nghỉ hưu thì hai lần nhận kỷ niệm chương bồi hồi trong già vẫn vương trong lòng, trời thu quên cái câu đâu thì không đọc đến thì không nhớ bao giờ. Có chủ nhà và có khách, xin giới thiệu nguyên phó chủ tịch và phó bí thư đảng ủy cũ là anh Cao Đắc Hưởng. Xin mời anh Cao Đắc Hưởng sẽ thể hiện một bài thơ vì anh là chủ nhà cùng với Đặng Kim Cường. Kính thưa các bác, các anh, các chị cả, thì thôi là chúng tôi cũng là người của địa phương, thì thôi cứ giới thiệu là cứ lên thế là hội trường cho nó vui phải không? Thế thì tinh thần nói chung chúng tôi không nói nhiều nói dài, nhưng tất cả các bác, các anh, các chị đã có ý kiến rồi, có lý do rồi và đã chuẩn bị, đã thực hiện rồi. Thế thì tôi cũng tiện thể đây thấy nó cũng ứng luôn mấy cái câu để chúc cho nó bốn câu, xong cho tôi có một bài luôn. Gọi là giao lưu mà gặp mặt đầu xuân, thế thì được gặp các chị, các anh xa gần, mà chúc nhau thì sức khỏe bội phần, mà chúc nhau hạnh phúc góp phần thân ca. Thế còn cái bài thơ thì cũng ngắn thôi, nhưng mà tôi thì là người cao tuổi thì chỗ này Bắc Vinh có nói thì tôi nào cao tuổi luôn. Tôi xin đọc luôn ạ. Có già mới quý tuổi già, sống lâu nên não ai mà chẳng mong. Các cụ nó góp sức góp công, việc to việc nhỏ vẫn không ngại ngần, chống Pháp chống Mỹ góp phần, đánh giặc cứu nước tinh thần luôn cao. Nay dù tuổi tác đã cao, ủng hộ xây dựng cho bao phong trào, giúp nhau vượt khó xóa nghèo. Tuổi cao được biết nhiều điều đổi thay, làm việc tốt nghĩ điều hay, khuyên con dạy cháu ngày ngày tốt hơn, tham gia việc xã việc thôn, dân cần đảng cử làm tròn chức năng, nói lời dân chủ công bằng, bà con nghe nó đều hăng hái làm, giữ gìn tình nghĩa xóm làng, nông thôn đổi mới sẵn sàng giúp công. Xin chân trọng cảm ơn.
cô Hưởng nhá, cái thơ người cao tuổi cứ vậy nói gì làm đấy. Xin cảm ơn nguyên phó chủ tịch Cao Đăng Hưởng. Tiếp tục với phong trào thơ ca, xin nhà thơ Vũ Văn Xỉu, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của Bình Hòa, anh sẽ thể hiện bài thơ. Thưa các bác, các anh, các chị, cũng rất vinh dự cho phái đoàn của chúng tôi ở Bình Hòa, câu lạc bộ khi đàn của các tổ chức Bình Hòa được về giao lưu với buổi hôm nay nhân dịp đầu xuân mới. Trước hết là xin được chân thành cảm ơn cái ý tưởng và cũng như việc làm của hai bác Cường cùng các cháu trong gia đình đã tổ chức buổi giao lưu đầu xuân hôm nay để cho cơ hội để cho anh em của tôi được gặp nhau và được giao lưu với nhau. Và cũng xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các bác, hai các chị trong buổi hôm nay. Lần đầu tiên tôi xin được kính chúc tất cả các bác, các anh, các chị vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Và xin được nói về thân phận của đoàn chúng tôi cũng như là của cá nhân tôi. Câu lạc bộ Chi Đàn Người Cao Tuổi xã Bình Hòa nói là ra đời cách đây sau của huyện một năm, năm 2013 là câu lạc bộ Chi Đàn của xã Bình Hòa được ra đời, và đến nay là kéo tròn 5 năm. Và 5 năm này chúng tôi đã ra được 5 tập thơ. Chính có 5 tập thơ để chấp cánh được là do công sức chủ quan của 17 hội viên trong câu lạc bộ của chúng tôi, cộng với sự ủng hộ, đóng góp của các bác, các anh của Thi Đàn Người Cao Tuổi huyện Giao Thủy cũng như con em xa quê hương cùng tham gia đóng góp các bài thơ để xây dựng công an tập thơ. Và cũng nhân đây cũng xin được chân thành cảm ơn và ghi nhận cái công sức của anh Đặng Kiên Cường đã đóng góp trí tuệ và thơ ca vào trong 5 tập thơ mà không tầm nào anh ấy thiếu vắng. Và đặc biệt hơn nữa là anh ấy đã là những người chấp cánh cho câu lạc bộ thơ ca, thơ Thi Đàn Người Cao Tuổi xã Bình Hòa bay cao bay xa, được nối rộng hơn, được nhiều người biết đến hơn cũng thông qua chỗ anh Cường có cái công sức đóng góp đó. Nhân đây cũng xin được chân thành cảm ơn và ghi nhận cái công sức của anh Cường. Nhân dịp này tôi nghĩ và cũng danh phận của cá nhân thì tôi là cùng nguyên cựu thanh niên xung phong cùng đi với anh Cường cùng nhập ngũ một ngày 15 tháng 7 năm 1965 tại Giao Tiến, tập trung tại Giao Tiến. Và tôi và cùng anh Cường vào đội xung kích đơn vị 387 và đơn vị xung kích của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định, lúc bây giờ được vào miền trong và sâu hơn bên trong để cùng với lực lượng địa phương bộ đội để hoàn thành cái nhiệm vụ chiến dịch Mộng Thân năm 1968. Và năm đó chúng tôi đang ở trong Quảng Trị, và lúc đó anh Cường đang là đại đội phó và sau đó anh đi làm đội trưởng, và bây giờ chúng tôi vẫn gắn bó với nhau. Anh Cường là phó chủ tịch cựu thanh niên xung phong huyện Giao Thủy, tôi là ủy viên ban thường vụ của huyện, thì anh em tôi luôn luôn gắn bó với nhau cho đến giờ phút này và mãi mãi về sau này còn sống với nhau, còn đến với nhau trong lúc vui cũng như lúc buồn. Thì đấy cũng là cái danh phận, cũng xin sơ bộ báo cáo với các bác anh như vậy. Và hôm nay về rất là mừng, rất là vui, rất là hồi hộp, cho nên là nó quên hết mọi thứ từ trước đến giờ. Thơ ca không còn nhớ được một bài nào, không đọc trong tôi được một bài nào nữa, mà cũng tôi thì không có năng khiếu xuất khẩu thành thơ, cho nên là cũng không dám mạn muội được đọc tại đây. Nhưng mà cũng rất là mong được các bác anh có những vần thơ của mình đọc để các tôi được tham khảo, được sản phẩm, được rút kinh nghiệm của mình. Trước khi mình rời, xin chân thành cảm ơn gia đình anh Cường và các bác anh đã có mặt tại đây. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Vũ Văn Xỉu, bởi vì trong cuộc sống và trong 4 tập thơ ca của thanh niên xung phong Nam Định thì anh vào huyện Xuân Thủy thì anh có rất nhiều bài, nhưng mà hôm nay cũng vì thế nào đấy cho nên anh còn đang là giấu tài. Thôi thì cảm ơn những cái lời chúc mừng của anh với toàn bộ chúng ta hôm nay.
Tiếp theo chương trình tôi xin mời anh Lê Nguyên Đệ, vừa là người anh nhưng mà vừa là một người bạn và một người đồng chí mà cùng với chị Ngân, chị Vân, chị Nguyễn Thị Ngân đồng hành với chúng tôi trong cả một cái quá trình từ lớp 1 cho đến lớp 7. Xin mời anh Lê. Kính thưa tất cả các bác, các anh và các chị, anh Đặng Thiên Cường ấy là hôm nay là quả bom anh em của tôi, chính vì vậy mà hai quả bom đã tỉnh. Thế thì đối với tôi thì không ai biết rằng tôi biết làm thơ, bởi vì tôi nguyên là công an mà biết được pháp luật nhiều hơn, nhưng mà làm thơ thì rất là ấu trí, và cũng như bác ở đây nói là tân binh của những người làm thơ. Thế cho nên là cũng không dám thể hiện thơ của mình trước một tập thể các anh, các bác, các chị đã có bề dày về thơ. Thế nhưng mà chả nhẽ rồi mình cũng hỏng. Thế thôi thì ngày hôm qua kia là có nhớ đến sư thầy Thích Thông Đạt có một cái hoàn cảnh yếu le, cho nên thầy đã đi tu, thì tôi có viết lấy câu thơ để tặng thầy, nhưng mới viết được một vế thì anh Sửu bảo là còn thiếu một vế nữa, thì chưa nghĩ được cái vế thứ hai. Thôi thì với vế đầu có 4 câu thì tôi xin được ngồi nhớ mãi, ngẫm nghĩ mãi thì mới nhớ lại được. Tôi xin đọc để rồi các bác, các anh, các chị có cái gì không phải để tham gia để tôi sửa. Vâng. Thầy xếp, thầy xa bục giảng xếp bút nghiêng, khoác áo cà sa tới cửa thiền, gõ mõ đọc kinh nơi cửa Phật, để cho cuộc sống bình yên. Đấy, thì đấy mới viết được cái đấy thôi. Thưa toàn thể các anh em, một trong những người mà dám viết về một cửa thiền, và từ xưa tới nay nói thật với các anh các chị là đây là một trong những cái mà rất là ưu ái tới những người mà hiện tại đi tụng kinh niệm Phật. Xin cảm ơn anh Đệ đã có một cái lời thơ trăn trở với những người mà cùng đồng hành với chúng ta, những người cùng tuổi với chúng ta. Xin chúng ta một tràng vỗ tay để cổ vũ bài thơ của anh Lê Nguyên Đệ. Xin thưa với các anh, một nhà thơ mà phải nói là đang là phó chủ tịch của câu lạc bộ thơ người cao tuổi huyện Châu Thị ta, là anh Hứa Đức Thịnh. Thế thì anh về muộn một tí, nhưng mà anh đã có mặt. Chúng tôi rất cảm ơn anh Hứa Đức Thịnh, và cũng xin giới thiệu với toàn thể hội nghị ta thơ giao lưu hôm nay là anh Hứa Đức Thịnh là bí thư đảng ủy xã Giao Phong, người đã từng là rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, một người là cán bộ tuyên huấn của sư 32 vào chiến trường. Thế thì hôm nay là anh Thịnh đã có mặt, xin các anh các chị một tràng vỗ tay để cổ vũ anh Thịnh có mặt này.